ngày 30 tháng 4, thứ sáu tuần 4 phục sinh. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi sự chết ngàn thu. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Có rất nhiều người mê nhạc Trịnh Công Sơn, đến nỗi muốn xem ông như bậc thánh hiền, đi đâu làm gì cũng lâm râm những ca từ của ông, như câu thần chú hay lời của thánh. Thực ra, lời ấy không những của người phàm, mà còn là lời dẫn chúng ta vào ngõ cụt. Cát bụi của ông vẫn mãi là cát bụi, chưa hề có tín hiệu cát bụi phục sinh. Cũng vậy, đọc kỹ ca từ bài hát Một Cõi Đi Về của ông, có thể thấy nỗi thao thức của con người trên hành trình của một kiếp người. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, đường chạy vòng quanh một vòng tiểu tụy. Và cuối cùng toàn bài không thấy câu nào chỉ ra cho thấy là ông đã tìm được một lối về, một nơi về. Nếu không nói là nơi về của ông cũng chỉ là cát bụi. Sự hiện diện của con người trên trần gian này vẫn là một huyền nhiệm. Cả những người vô thần cũng phải nhìn nhận rằng sự hiện diện của một con người trên trần gian là điều kỳ diệu, suy chẳng ra, nghĩ chẳng tới. Và cuối cùng, vì vô thần chẳng muốn tin vào Thiên Chúa nên nói: Thôi thì xem như là chuyện tự nhiên. Nhưng có ai sáng chế ra một con người để có thể nói rằng con người ấy là tác phẩm của tôi? Vì thế, các tín hữu Chúa tin rằng và chắc rằng con người đến từ Thiên Chúa. Con người được hình thành bởi ý định yêu thương của Thiên Chúa và sẽ phải trở về với Thiên Chúa. Ước gì không có tín hữu nào lại theo ông Trịnh Công Sơn để phải đi vào ngõ cụt, đi vào đoạn bí lối. Nhưng hãy theo Chúa Giêsu để có con đường trở về với Thiên Chúa sau một kiếp người, để sống với Thiên Chúa, sống trong sự vĩnh cửu nơi mình phát xuất ra. Xin đừng lãi nhãi mãi những ca từ quyến rũ của Trịnh Công Sơn, nhưng hãy lắng nghe, học thuộc và ngẫm suy lời Chúa Giêsu dạy. Vì khi chúng ta chưa tìm được Chúa Giêsu thì vẫn mãi còn mất phương hướng. Chúa Giêsu nói: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Quả thực,
Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mà đến trần gian, để dẫn con người trần gian về với Thiên Chúa. Người dùng lời dạy của người để dẫn con người đi vào một cuộc sống mới, cuộc sống công chính, cuộc sống yêu thương, cuộc sống bình an và luôn có niềm hy vọng. Vì đích đến của con người đã rõ là Thiên Chúa và sự sống ngàn đời trong Thiên Chúa. Lời của người là chân lý, là sự thật, không phải là lời lừa dối chúng ta để dẫn chúng ta đến một chỗ ảo tưởng. Lời của người giải phóng chúng ta khỏi những mê muội mụ mị nơi lòng trí hạn hẹp nhỏ bé của mình. Lời của người là thượng trí, là thường chân, là chính đạo. Lời của người là sự sống của chính người, sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, khi lắng nghe và tuân giữ, thực thi lời người, chúng ta được sống trong sự sống của Thiên Chúa, hôm nay trên trần gian và mai sau trong Thiên Chúa hằng sống. Lời Chúa Giêsu giải phóng chúng ta khỏi ràng buộc của tội lỗi bất chính. Lời người giải phóng chúng ta khỏi sự chết ngàn thu. Lời của người là sự sống vĩnh cửu. Con người kiêu căng mê muội mụ mị, tự cho mình là con đường vật chất chóng vánh, là chân lý mê muội sai lầm, là sự sống ảo tưởng giả trá. Đã vậy, còn đòi giải phóng kẻ khác, là con người tự gieo mình vào chỗ chết ngàn thu, vào hạt bụi ngàn thu, vào chỗ bất hạnh muôn đời. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho các gia đình yêu mến người trên hết mọi sự thế gian, đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng vào người, luôn lắng nghe và thực hành lời người dạy, luôn kết hiệp với thánh thể người và bẻ tấm bánh đời mình ra chia sẻ cho mọi người. Amen. Lạy Chúa, giữ cuộc sống xã hội vô thần và duy vật, chúng con nguyện xin Chúa cho các gia đình trẻ luôn nhớ thân phận người và cuộc sống trần gian là mong manh, chóng vánh, để luôn hướng lòng đến những thực tại siêu nhiên, hướng lòng đến cùng đích là sự phục sinh với Chúa Giêsu và sum họp gia đình trong Đức Chúa. Amen. Chúa biết thân phận người được Chúa tác sinh nên, bởi tội nguyên đã đánh mất mình, công trình sinh về với cát bụi biến tan. Chúa biết thân phận người, Chúa xót thân phận người và Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, nhưng được sống và được sống lại trong Đức Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời
Chúa Kitô. Chúa biết thân phận người tựa bóng nắng liêu xiêu như bụi tro bay trong gió chiều, đó phù dung tan phai tiêu điều hắt hiu. Chúa biết thân phận người, Chúa xót thân phận người và Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời, nhưng được sống và được sống lại trong Đức Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời Chúa Kitô. Sống lại ở Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Tin yêu vào lời Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu.